Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Tiếp tục series review account Rise Kingdom thôi. Hôm nay thì mình đến với Kingdom 3290 với một quả nick có tên là Loki thần lừa lọc nha các bạn. Sức mạnh hiện tại đã 97 triệu pound rồi, điểm tiêu diệt 2.6 tỷ. Sức mạnh cao như này có khung súng mà ở Kingdom mới là cũng bay về hành gà đó. Chúng ta sẽ cùng xem phía bên trong quả nick xem có cái gì nha. Trước hết là về số ngày đăng nhập thì nick này cũng khá là lâu rồi, 1502 ngày. VIP thì đang là VIP 17 với 3.300.000 điểm VIP. Okay. Xem nhanh qua về cái mục rương nạp tiền thì mình thấy là Hannibal bạn ấy có nạp một gói ở triệu hồi, Mina thì đã nạp max rồi nha. Như vậy là ít nhất một hơi thở của đồng tiền. Ở ngoài thì còn rất là nhiều game, đấy bạn có nhờ mình lát chơi event đập búa luôn. Về chỉ số sức mạnh 97 triệu, điểm tiêu diệt là 2.6 tỷ. Tham gia KVK 3 lần thì nick này được một cái hồng đồ, mùa tiêu diệt nhiều nhất là 43.3 triệu và chữa lành nhiều nhất là 33 triệu, hy sinh nhiều nhất 2.7 triệu. Trước rương của thần Osiris thì nick chiến thắng 36 trên 66 trận và rank Olympia hiện tại là kim cương vĩnh hằng, đoàn cao nhất là chúa tể tối cao luôn. Nick này rất là siêng đánh Olympia, trả bù cho mình bây giờ tôi bỏ đánh thường rồi. Đợt trước mình còn đánh thường để mình kiếm hai cháu, đợt này tôi bỏ luôn các bạn, tại vì nói chung là làm biếng ấy, nhưng thực ra đánh thì vẫn ngon. Sức mạnh tối đa 119 triệu này, chết 16.8 triệu, thu hợp tài nguyên là 21 tỷ và hỗ trợ tài nguyên là 5.4 tỷ nha. Về chi tiết đội quân thì chúng ta có ở đây lính T5 không à, 1.3 triệu lính T5 bộ binh, 980.000 kỵ binh T5 và 1.7 triệu cung T5. Có khi nào là một nick chuyên cung không? Hôm qua mới xem một nick chuyên bộ xong. Về tổng số đơn vị quân hiện tại đang có là 4.2 triệu lính, rất là nhiều T5 các bạn, không có luyện T4, T3 luôn. Ở ngoài thì mình thấy là bạn đang cầm một cái tước là tổng tư lệnh và đang sử dụng một cái nhà thiên đỉnh cung, có lẽ là chuyên cung thật anh em. Đây là phía bên trong giao diện thành phố, bạn ấy có trang trí ở đây cái cấu trúc bậc thang này và cũng có rát vàng rất là nhiều, nhìn là thấy chất chơi người rơi rồi. Nền văn minh bạn cũng đang sử dụng nền văn minh đế chế Ottoman luôn. Đây là chỗ skin nhà hiện tại bạn đang dùng cho mình, đó là cái skin lâu đài ngôi sao phòng thủ cung 15%. Đây vẫn là cái nhà cung có thể nói là ngon nhất với cung hiện tại. Có thể là sắp tới nó sẽ ra thêm một cái nhà thiên đỉnh cung nữa, bởi vì chúng ta vẫn đang thiếu một cái nhà máu cung 15%. Đó, ở đây nhà huyền thoại thì bạn ấy có thêm một cái nhà diệt phi tấn công cung 10%, một nhà giấc mơ 34 phòng thủ đội quân 3%, tốc độ chữa lành thêm 3%. Như vậy là chúng ta có tổng cộng 3 nhà huyền thoại nha anh em. Dưới này thì còn rất là nhiều skin nhà tím mà bạn ấy chưa có sử dụng luôn. Rồi đến với mục chỉ huy. Wow, tướng ta rất nhiều các bạn, lướt là thấy hơi nhiều con max skill đấy. Và con tướng mặc đồ mạnh nhất của bạn đấy rất là bất ngờ lại là Dido anh em ạ. Đó, Dido hiện tại chúng ta đã có 8 món đồ cam, full talent luôn. Wow, chết này mạnh nha. Nón cộng 3, vũ khí cộng 2, áo cộng 4, tay cộng 2, quần cộng 2. Dao găm ẩn cộng 3, có talent luôn. Chống trận Karuak cộng 1 và một cái giày cộng 2. Như vậy là quyết định sử dụng Dido để dép à? Đấy, Dido hiện tại cũng mới tiêu diệt được có 256.000 lính thôi. Vũ trang của Dido đang sử dụng một cái đội hình tam giác với cái minh văn thợ săn là minh văn huyền thoại. Thêm một minh văn Lumer sẽ giảm 2.5 tất cả sát thương kỹ năng hứng chịu. Ở đây có một cái dòng là tốc độ hành quân cung cộng 5.5%, nhưng mà tướng dép như là cái dòng này mình đánh giá là cũng bị phế. Ba dòng cung ở đây thì mình thấy là cũng khá cao đúng không? Hơn 20% chỉ số cung. Đấy, điều mình bất ngờ là quyết định sử dụng Dido để dép thôi các bạn. Hiện tại thì nói chung là dép thì cũng được nhưng mà không thể nào mạnh bằng Gogo được. Tiếp theo chúng ta có là Boudica, hiện tại bạn cũng đã mắc luôn. Boudica thì chúng ta có một cái áo lẻ có talent này, tay lẻ, quần lẻ, dây lẻ luôn. Sử dụng ba cái món đồ tím ở đây. Boudica thì tiêu diệt được là 25 triệu 3 rồi. Và về vũ trang của Boudica chúng ta có một cái đội hình tam giác gây sát thương kỹ năng 5% và tấn công cung 7.8 này, phòng thủ cung 5.5, sức mạnh cung 6.1, khá cao. Một minh văn dũng mãnh gây thêm 1% sát thương và một minh văn thù hận. Cứ mỗi khi các bạn ra đòn tấn công cơ bản sẽ nhận thêm nộ, mỗi 10 binh lực mất đi, tối đa là 10 nộ. Cái minh văn này tôi nghĩ là có thật là chán thua các bạn. Giống kiểu được tăng thêm 10 nộ ấy, kiểu bị ít ấy. Rồi, tiếp đó là một nhân vật mấy hôm nay khá là hot, đó là Attila. Attila thì đã có bảo tàng ở trong game rồi, cập nhật xong là có nha anh em. Attila ở đây thì bạn cũng có mặc một cái set đồ cam pha với đồ tím. Set này thì Ngọc Trinh thôi, có một cái vũ khí cộng 1. Bạn dồn hết bản vẽ vật liệu cho con Dido rồi. Về vũ trang của Attila thì thêm một cái đội hình tam giác. Đó, nhiều anh em mà thắc mắc là sao Attila để đội hình tam giác. Thì đúng là con Attila ấy, nó không gây sát thương kỹ năng. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn chỉ có mỗi cái đội hình này là chỉ số kỵ binh cao nhất thôi thì phải dùng rồi. Một minh văn chiến hỏa tăng sát thương gây ra thêm 1%. Mọi thiệt hại ở đây chúng ta có 1.5.
ba dòng kỵ ở đây chúng ta có là được 22.3 chỉ số kỵ binh. Ngoài ra thì Attila thì có một điểm hơi ngoài lề một tí, đó là đây là một vị tướng mà mình rất là thích về cái khoản ngoại hình, trông kiểu rất là ngầu ấy. Rồi tiếp theo chúng ta có là Scipio. Scipio thì tiếp tục có 6 món đồ cam và hai cái phụ kiện tím ở đây. Scipio cũng kiếp ngọc trinh luôn. Vũ trang của Scipio, wow, rất là đẹp nha, gần như là max ping cho bộ binh rồi, chỉ số cực kỳ cao các bạn. Ở đây là được hơn 30% chỉ số bộ rồi nhá, với một cái minh văn vội vã và một minh văn công kích. Cái này đúng là kiểu hơi ngược đời ấy, thông thường mình thấy là mấy cái nick mà mình xem mà chuyên bộ với chuyên kỵ ấy thì vũ trang cung lại rất là ngon. Cái nick này thì có vẻ lại thích đánh cung thì vũ trang bộ lại ngon, game bịp thật sự các bạn. Sunday Ox hiện tại bạn cũng mắc, và đây có một cái quần farm có talent luôn, một set tím farm full talent này. Alex cũng đã mắc nha anh em. Nó Alex thì thêm 5 món đồ cam nữa. Bạn này bạn ấy khá là ít phụ kiện nhờ. À không, cái nick này có thể là 3290 hiện tại chưa dùng được cái phụ kiện chinh phạt đấy. Mình nghĩ là như vậy sẽ chuẩn hơn. Lát nữa chúng ta xem về hòm đồ. Alex thì có một cái set vũ trang đội hình tam giác với một minh văn trả đũa, một minh văn nhanh chóng. Ba dòng kỵ là tấn công bộ 5.6, phòng thủ bộ 7.7 và sức mạnh bộ 9.3. Dưới này có thêm Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hiện tại đang mặc full một set đồ tím có talent. Cha Gian bạn cũng đã mắc này, Tào Tháo mắc luôn, Artemisia mắc, Nebu mắc, Hạng Vũ mắc, Takeda mắc. Và có cả Ramset anh em, các bạn cứ trêu tôi là bác Ramset, hiện tại có cả Ramset mắc nhờ. Không phải mỗi mình bác nông dân lên Ramset này các bạn. Mộc Lan mắc này, Richard mắc luôn. Kiểm tra về độ kéo man thì Richard kéo man 2.5 tỷ cũng khá là cao. Mình xem thử độ kéo man của Gia Cát Lượng nào. Đây, Gia Cát tiên sinh kéo man cũng 622 triệu rồi, cũng là có kéo đấy. Siza mắc này, Mehmet mắc luôn, AE mắc, Edward Tomirid mắc, một cặp bài trùng luôn các bạn. Di Song Di đã mắc, Di Song Di kéo man 2.9 tỷ. Hơi thở của tiền thứ nhất, Money Moto, Elsis CM. Và có cả Khan Béo mắc skill luôn, Attila là 5552. Wow, có cả Herman mắc luôn nha anh em. Constantine 5511 này. Đó, tướng cung bọn này mắc nhiều đấy, mình ấn tượng nhất là con Dido thôi. Nick này khả năng là sẽ đép bằng Dido kết hợp với Gia Cát Lượng rồi, tại nick này chưa có Hera nhé anh em. Đó, nick này chưa có lên được Hera. Mình sẽ kiểm tra thử những đạo quân bạn dùng trên Open Field. Ở ngoài thì có một chỉ dấu là Hello YouTuber. Ok, cảm ơn 3290 nha. Ở đây chúng ta sẽ có một số đạo quân bạn sử dụng trên đầu. Đạo đầu tiên là Gia Cát Lượng Herman. Đạo thứ hai là SC Mehmet. Đạo thứ ba là Alex CM. Đạo thứ tư là Boudica Di Song Di. Và đạo thứ năm là Attila Takeda. Mình không biết là 3290 hiện tại đang KVK mấy, nhưng mà nếu mà là KVK2 hoặc KVK3 ấy thì mang con Attila ra đánh với ông T4 thì ối rồi ôi luôn. Kiểm tra về cái chỗ đăng ký KVK thì hiện tại đang chuẩn bị đăng ký KVK3 nha. Đó là lý do bạn ấy không có nhiều phụ kiện ở trong nick. Rồi mình sẽ ấn vào mục đạo cụ thì hiện tại tài nguyên của bạn chuẩn bị cho KVK3 mình thấy cũng khá là nhiều. Chắc cũng phải 7 đến 8 tỷ red đấy. Ở đây là game trong người đã hết này, điểm VIP cũng còn không bao nhiêu nha. Túi tài nguyên trong người cũng ít nha anh em. Mục tăng tốc. Tăng tốc thì tăng tốc huấn luyện của bạn cũng khá là ok. Tăng tốc chữa thương cũng tương đối nhiều nha, 18.000 cái 5 phút, gần 19.000 cái rồi. Và tăng tốc chung của bạn ấy nhiều vãi cả nồi luôn anh em ạ. 347.000 cái tăng tốc 1 phút, wow. 45.000 tăng tốc 5 phút và đặc biệt tăng tốc 60 phút lên tới là 33.539 cái. Vãi cả nồi nhiều tăng tốc thế. Nick này mà bung tăng tốc ra gọi là oánh cây vì cây thì Q-Boy lên thôi rồi các bạn. Đó, tăng tốc 3 giờ cũng đang gần 4.000 cái này. Nick cực kỳ nhiều tăng tốc anh em, tăng tốc 3 ngày 22 cái này, 24 giờ 72 cái. Thì bây giờ có hai trường hợp, có thể là bạn để tăng tốc để đánh lên Q-Boy đúng không? Hoặc cũng có thể bạn ấy muốn lấy một cái nhà thiên đỉnh máu cung. Khả năng rất là cao là sẽ có thiên đỉnh máu cung trong thời gian tới thôi. Chỗ này chúng ta có tăng quân 50% 9 cái và có kho dự trữ 20.000 lính 74 cái, rất là nhiều, sẵn sàng đua thiên đỉnh luôn. Mục thiết bị, đây, có cả vũ khí KVK, đó, KVK3 chưa xài được. Mình sẽ đếm số đồ cam nha. Ở đây có 5 ô, mình cứ tính là một hàng đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 36, trừ đi một món đây là 35 món cam. Dưới này thì phụ kiện của bạn ấy thì đúng là cũng hơi ít thật. Chỗ này bạn chỉ còn có 3 cái phụ kiện cam thôi và có một cái sừng thịnh nộ nổ ta lần luôn. Wow, quá ngon. Tiếp tục chúng ta sẽ có set tím farm. Mình thấy là có 5 vũ khí này, 5 nón, 6 áo và 5 tay nha. Như vậy được 5 set tím farm. Ok, bạn này farm rất là trâu. Rồi vật liệu dưới này cực kỳ nhiều luôn. Đây là một vũ trang thì bạn có một cái minh văn khát chiến tăng
sát thương thường gây ra thêm 1%. Ở mục khác, dịch chuyển còn khá là nhiều này, 37 cái, ngẫu nhiên 59 cái. Bạn được trao rất là nhiều cúp nha, 4 cúp lam, 1 cúp tím. Tiếp tục dưới này thì ta thấy có một cái nhà vương miện vinh quang. Đây là cái skin nhà phòng thủ bộ binh 15%, skin nhà 30 ngày, 902 tượng vàng đang được để dành. Ở nick này bạn không lên mấy con kiểu HKB với Nevsky ấy, các bạn có thể thấy. Một cái nick mình nghĩ là cũng rất là độc lạ đấy. Rồi mình sẽ xem qua một chút về Kingdom 3290 trước khi chơi event. Hiện tại thì 3290 đang chuẩn bị vào KVK3 với một liên minh là 6.7 tỷ. Chúng ta có một clan là 90A, có một sao. Ngôi sao này là win KVK1, quà liên minh hiện tại là quà 24. Clan top 2 là 90B, cũng 3.3 tỷ với quà liên minh là cấp 20. Và clan top 3 là 2.2 tỷ, 90D, ở quà liên minh quà 14. Sức mạnh cá nhân, chúng ta có một boss top 1, 128 triệu pound, điểm tiêu diệt 3.3 tỷ. ID cũ, top 2 là Anmen, sức mạnh 110 triệu, điểm tiêu diệt 1 tỷ 6. Top 3 là Kobe, sức mạnh 110 triệu, điểm tiêu diệt 4 tỷ 6. Toàn nick cũ thôi anh em. Ủa mà cái Kingdom này trông hơi quen các bạn. Lại thêm Easy to Easy này, hình như trước tôi có review một cái nick ở bên này rồi đúng không? Đây, trước tôi vừa review cái nick Jason này xong. Đó, ok, trong này chúng ta lại quay lại 3290. Bảo sao đầu video mình có thấy quen quen. Ông ra so này ngay trên ông Loki luôn các bạn. Vãi nồi thật. Mình nghĩ là do hôm trước mình mới review xong ấy, nên là mình cũng sẽ không có xem quá nhiều về cái bảng xếp hạng nữa nha. Tại hôm trước mình vừa mới xem xong cách đây mấy hôm rồi đấy. Ở nick của chúng ta hiện tại Q-Boy đang là 2.6 tỷ top 9. Đầu video tôi đã thấy quen quen rồi mà chưa nhận ra các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chơi event. Nhờ bạn cứ bảo là để Kingdom nạp rương các thứ. Mình sẽ ấn nhận rương này. Đây là rương gỗ. Đây có một rương vàng nha các bạn. Rương vàng khảo cổ học sâu rộng. Thêm một rương vàng nữa, event đập búa. Hôm nay có event thì chắc là những liên minh mà có boss thì người ta cũng nạp rương. Rồi, ba rương vàng này. Ok. Bốn rương. Có rương hit cũng sướng nhở. Tha hồ có tăng tốc với điểm VIP luôn. Có một nick là GT, không biết có phải là nick của 1960 không? Mid 3 rương gỗ rồi. Rồi, mình sẽ nhận rương cho các bạn để xem có được cái điểm VIP nào không. Vãi nồi. Ngon, 2.000, ui 4.000 điểm VIP, ngon chưa? 4 rương vàng, 4.000 điểm VIP, quá ngon. Nhận thêm một cái rương liên minh nữa. Tuyệt vời, 16 tiếng tăng tốc. Rồi, và bây giờ mình sẽ chơi sự kiện săn tìm lịch sử. Thì với cái sự kiện này, bạn có nhờ mình lấy cái tay lãnh đạo giáp tay nữ thần huy hoàng. Có thể bạn sẽ lấy cái tay này để mặc cho set cung luôn chăng? Bạn có nhờ mình đập cái tay lãnh đạo. Thôi thì đập búa thì mình cứ chọn vật liệu tím thôi, chứ tầm này thì đâu có mảnh bản vẽ tím đấy làm gì đúng không. Rồi đào thử nha. Hiện tại thì có 231 búa. Mình sẽ xem mà đập được lên tầng mấy. Theo kinh nghiệm của mình thì chắc là đập được lên tầng 15. Ấn tự động luôn nha các bạn. Nếu mà live stream thì mình sẽ cho các bạn chọn số cho vui. Nhưng mà cái này mình quay video. Ui, cũng gần full tầng còn đâu. Quay video nên là mình đập tự động luôn. Cái sự kiện này nó cứ bắt chúng ta ấn đào thêm một lần, kiểu mất thời gian nhỉ. Ngon, 3 phát. Ai sư. Mình nghĩ là lên được tầng 15 ấy. Rồi đào tiếp nha. Rồi một vật liệu tím nữa. Tiếp tục, tiếp tục. Thì cái bạn Loki này cũng có nói là Kingdom 3290 hiện tại vẫn đang có nhu cầu tuyển thêm chiến binh cho mùa 4. Đó, tức là hết KVK3 là sẽ tuyển được thêm anh em mùa chinh phạt về đó. Bạn nào mà quan tâm thì cứ nhắn tin cho dàn R4, R5 nha. Đang cần tuyển chiến binh đánh đầu. Lát nữa mình sẽ show cho các bạn cái dàn nick của Kidep Kirali của 3290. Rồi, mình sẽ chọn đây là cái tay lãnh đạo nha. Chọn nè. Sự kiện đập búa này thực ra là ngon nếu mà các bạn có nạp tiền đấy. Tại vì 2 tuần nó ra một lần. Farm mảnh bản vẽ rất sướng. Ok, cũng gần full tầng còn đâu. Chưa có 5 ô. Còn 160 búa. 160 búa, mình chọn vật liệu tím tiếp này. Đào. Tự động. Ui. Chừa cho mình đúng một ô bé một cái lỗ mũi ạ. Không biết chừa lại để làm gì ta.
Thế này thì mình sợ không lên được tầng 15 anh em. Rồi, ok. 120 búa. Một phát ăn luôn vật liệu tím không? Ok, vẫn nai. Phát này cũng mất ít ô này. Còn 111 búa. Đập tiếp nha, tự động. Ui. Lại còn 5 ô, 90 búa. 90 búa thì thật sự là đập tiếp thì tôi cũng hơi rén các bạn. Tôi sợ đập không lên được tầng 15 thì phí. Các bạn chơi sự kiện này thì cứ tối thiểu phải lên được mấy tầng gọi là cấp số nhân của năm nha. Ví dụ 5, 10, 15, 20 chứ đừng có đập lên tầng 12, 13. Phí các bạn. Ok. Còn 79 búa và hiện tại đang ở tầng 10. Thực ra với 79 búa này thì mình nghĩ là cũng có thể lên được tầng 15 đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng hơi rén. Bạn này vẫn có thể mua búa được. Đấy, bạn có thể mua được thêm 120 búa này. Tôi nghĩ là tôi đập luôn lên tầng 15 đi. Tôi nghĩ là tôi lên được các bạn. Ok, mình sẽ chọn tiếp cái vật liệu tím đi. Rồi, 79 búa. Lên tầng 15, giả sử thiếu thì lấy game mua búa cũng được. Ngon. 6 phát đã ăn được vật liệu tím rồi. Tiếp. Ok. Thêm một vật liệu tím nữa, 55 búa. Để cho tầng 13, 14, 15. Ui, phát này hơi đen anh em ạ. 40 búa. 40 búa thì thực ra là mình nghĩ là dư xăng qua tầng 15 đấy. Trừ khi là nhân phẩm quá đen thôi. Ngon, chắc chắn là ăn rồi các bạn. Bây giờ chúng ta có phát cuối cùng. Đây, tiếp tục là găng tay lãnh đạo. Ui. Còn đúng 6 búa anh em. Như vậy là đã xong tầng 15. Ok. Ở đây thì bạn có gửi cho mình thêm hình của mấy key của phía 3290. Tuy nhiên là chất lượng cái hình này thì nó khá là mờ. Ồ không, zoom to lên đấy anh em, xịn vãi. Thì đây là một cái nick Medusa nha. Full set bộ binh Talon cho con Gogo. Ấy, biểu trưng thì cũng có áo cộng 2, quần cộng 2 này. Tiếp đó chúng ta có là key Aserbanipan. Cũng full một set Talon cùng luôn nha các bạn. Rồi thêm một key nữa. Đây là key Zatwiga. Zatwiga thì mình không biết là hiện tại có ai xài không. Cũng có nón cộng 3, vũ khí cộng 4 này. Wow. Nhưng mà cái set này thì chưa full Talon. Nick này là Nick Thor. Tiếp đó là Deadpool. Deadpool thì hiện tại chúng ta có một set. Wow, set này mạnh nha. Vũ khí KVK Talon luôn. Đó, mũ kỵ binh Talon. Mũ cộng 2. Ok, full set Talon rất là mạnh. Áo cộng 2, quần cộng 4, tay cộng 3. Giày với lại cái phụ kiện hai cái cộng 2 luôn. Tiếp đó là Panda. Panda thì có con HKB. Cũng 6 món Talon nha anh em. Hai cái phụ kiện thì Ngọc Trinh, set biểu trưng cộng 1 thôi. Thêm một con Saladin. Saladin này thì nó thật luôn là trông đồ hơi lỏ. Đây là Nick Rain. Thì có một cái nón là có Talon kỵ này. Một cái áo Talon kỵ. Một cái quần Talon kỵ cộng 4. Quần này khá là ngon đấy. Tiếp đó là Nick Happy. Nó sâu là sâu cả da luôn các bạn. Đây là nón cộng 3, vũ khí cộng 3, áo cộng 3, quần cộng 3, tay cộng 2, giày cộng 4. Cũng gần full set Talon bộ binh. Thêm một con Gogo thứ hai. Cái trống này chỉ có Talon. Và cuối cùng đây là nick của Ares. Ares thì cũng được 7 trên 8 món là có Talon rồi. Nhưng mà cái set này thì chưa có biểu trưng. Có thể là hình cũ hay sao đó. Rồi ok anh em. Và như vậy là video review account ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Đó, một quả nick mình nghĩ là cũng khá là thú vị đấy. Bạn ấy không có mấy con tướng kiểu hot meta hiện tại. Giống kiểu như là ở HKB đúng không? Nepki. Đó, kiểu kiểu thế thì bạn ấy không lên nha. Bạn này thì quyết định là lên nhiều tướng cung hơn. Và hiện tại thì 3290 cũng là tuyển quân đấy anh em, vừa xem cái dàn key của 3290 rồi. Nói chung ở đây là một kinh đầm mà mình nghĩ là lên K4 và đánh ở một cái sit thấp thôi, sit C, sit D đó thì anh em có thể cân nhắc để bay về nhá. Nick này hiện tại thì cũng đang cầm R4 luôn. Đấy, gần đây thì cũng nhiều kinh đầm tuyển quân phết. Các ông là rủ nhau lên TV tuyển quân hết luôn, tha hồ cho anh em lựa chọn. Ok, và mình chúc các bạn có những giây phút giải trí với tựa game Ra Kingdom. Đừng quên ấn like đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất trên kênh của Rock 2P.
Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.